Tình giáo sĩ Nha Bích Với tình yêu thương dành cho giáo sĩ Nha Bích, Đức cha Duy Xe Nguyễn Tấn Tước đã bộ nhiệm cha phê Trần Văn Ngữ về làm cha phó biệt cư trực thuộc cha chính xứ Sironimo Nguyễn Linh Thao. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018, cha phê Trần Văn Ngữ đã về giáo xứ Nha Bích chủ tế thánh lễ tạ ơn trong ngày nhận nhiệm vụ mới của mình. Cùng hiệp dâng thánh lễ với Ngài, có cha Geronimo Nguyễn Linh Thao, quản hạt Bình Long, cha An Tôn Hà Văn Minh, quản hạt Phú Cường, quý cha Đồng Tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân đến từ giáo sứ Nha Bích, giáo sứ Chánh Tòa, giáo sứ trước đây cha Phêrô phục vụ cùng bà con thân thuộc của cha Phêrô. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Tư pháp An Lê Quang Tuyến lên công bố văn thư bổ nhiệm. Trong bài giảng lễ hôm nay, cha antôn hà văn minh đã chia sẻ về câu kinh thánh con có yêu mến thầy không đây chính là câu hỏi mà chính chúa Giêsu đã hỏi thánh phê rô và cũng chính là câu kinh thánh mà cha phê rô trần văn ngữ đã chọn để làm châm ngôn trong cuộc đời phục vụ của ngài cha antôn cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho cha phê rô để ngài có thể dùng đời sống của mình trả lời cho câu hỏi của chúa Giêsu phê rô ngữ, con có yêu mến thầy không trước khi kết thúc thánh lễ ông trưởng ban đại diện cha lên gửi những lời tâm tình cùng tặng hoa chúc mừng đến cha phê rô sau đó cha phê rô cũng có những lời tri ân đến với quý cha đồng tế quý cộng đoàn đã yêu thương và cầu nguyện cho ngài cùng cảm ơn quý cấp chính quyền đã quan tâm và tạo điều kiện để ngài được phục vụ cho cộng đoàn giáo sứ nha bích